Sau cái thành công của Đại hội Thể dục Thể thao năm 2022 thì Trung tâm Văn hóa Thông tin tổ chức chuyến du lịch cho anh em. Hôm nay mình có mặt tại khu vực nhà nghỉ Tam Đảo và nghỉ ở nhà Suối Bạc Hotel đây. Có Trần Phương nhỉ? Trần Phương đây này. Chào tay. Cái nhà nghỉ nó nằm trên con đường đi lên của Chùa Vàng và Đền Mẫu. Nó ngang chừng núi. Ở đây rất nhiều hệ thống khách sạn, nhà nghỉ. Giá trung bình của các nhà nghỉ ở đây là ngày nghỉ là 500 đến 1 triệu các bạn ạ. Đấy. Hôm nay là mình lên vào ngày thứ 7 cho nên là rất đông các đoàn lên đây này. Đấy. Khi mình lên thì bắt đầu các đoàn bắt đầu tấp nập lên này. Một điều đặc biệt ở đây là các bạn ạ, là ở bên hệ thống nhà nghỉ nó nằm ở bên các cái đường đi lên. Ở một bên đường là vách núi dựng đứng này. Đấy, còn một bên là hệ thống nhà nghỉ này. Đấy. Hai nhà nghỉ và khách sạn, nhà hàng. Ở lên đây thì là cái món cá tầm này, cá hồi, cá suối, cá đồi là rất là cái món đặc sản. Mình đến cái chỗ gọi là chợ Tam Đảo này. Đây, không gian chợ nằm ở khe núi này rất đẹp. Đứng ở chợ Tam Đảo có thể quay được cái cảnh và nhìn được xuống cái cảnh của cái phục núi Tam Đảo rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, ngày thứ 7 là xe ô tô nối đôi nhau lên này. Đấy, cái giờ này là bắt đầu lên ô tô lên nhiều các bạn. Đấy, rất là đẹp. Cảnh đẹp đây và cái không khí đây là như spa, rất đẹp lắm, hay lắm.